Dương Tử mặc váy áo cực nữ tính và liên tục cười nói, em gái quốc dân được cả Cbiz yêu mến là đây. Dương Tử được khen xinh xắn đáng yêu khi xuất hiện trên trường quay sau thực tế mới. Ekip sản xuất chương trình truyền hình Manh Thám Thám, Thám Án tiếp tục tung ra hình ảnh đáng yêu của Dương Tử khi nữ diễn viên diện trang phục dân quốc. Dương Tử mặc chiếc váy dài, tóc thắt bím hai bên cực đáng yêu. Một số khán giả nhận xét rằng Dương Tử trông rất giống em gái quốc dân. Dương Tử vốn có gương mặt tròn, vẻ ngoài lại bầu bĩnh, nên tạo cảm giác trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Trong Cbiz, Dương Tử cũng nổi tiếng với tính cách thoải mái, hào phóng, đôi khi là biểu đạt cảm xúc hơi quá dẫn đến chuyện bị chê vô duyên. Dẫu vậy, có một điều khó phủ nhận là Dương Tử rất được lòng các đồng nghiệp nam. Khi quay Cá Mực Hầm Mật cùng với Lý Hiện, Hương Mật Tựa Khỏi Xương cùng Đặng Luân, hay Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều cùng Tiêu Chiến, Dương Tử vẫn tạo cảm giác như cô bạn nhỏ dễ tính. Bất cứ khi nào gặp nhau, Dương Tử cũng tỏ thái độ niềm nở với đồng nghiệp nam. Vậy nên mới có chuyện cô nàng hay vướng phải tin đồn, phim giả tình thật. Dương Tử sinh năm 1992 tại Trung Quốc, cô còn có tên gọi khác là Andy Dương. Từ khi mới 10 tuổi, Dương Tử đã được mời đi đóng phim, từng bị xem như bản sao của Thư Sướng. Nhưng nhờ khả năng diễn xuất tốt, Dương Tử đã bứt phá thành công, xây dựng vị trí riêng của mình. Hiện tại, Dương Tử có 3 phim lớn sắp lên sóng là Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Thanh Trầm Hành. Ở dự án Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều, Dương Tử đóng vai cô sinh viên năm cuối tên Lâm Trí Hiệu, đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Không chỉ đứng trước nguy cơ từ bỏ cơ hội việc làm ở nước ngoài vì cha ruột bị bệnh, Lâm Trí Hiệu còn chia tay với người yêu. Trong lúc cuộc sống tuyệt vọng nhất, Cố Ngụy Tiêu Chiến đã bước vào cuộc sống Lâm Trí Hiệu và cùng cô vượt qua tất cả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!